Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ chế tác món thịt lạc vai xào với củ cải. Đầu tiên hãy rửa sạch thịt bằng nước muối. Và bây giờ là cái khâu tiếp theo, sau khi đã để ráo nước sạch sẽ, tôi sẽ tự xào thịt là để cho những cái đoạn mỡ vai nó chảy ra, cái cỡ mỡ của nó tự dán nó đó. Khi mà xào săn khoảng 10 phút, tôi sẽ cho hành tỏi đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Hôm nay tôi vã thêm ở đây đó, hành tỏi, gừng. Và đây là củ cải tôi đã chuẩn bị. Sau khoảng 10 phút đã xào thăn thịt rồi, cảm giác thịt đã chín rồi. Lúc đó tôi cho hành tỏi gừng đã giã cho vào hỗn hợp này vào. Và khi hỗn hợp đảo đều như thế này, gia vị và mùi rồi, các bạn đảo trộn lẫn thêm độ khoảng 10 phút, sau đó cho thêm 2 thìa nước mắm kèm theo 2 đến 3 thìa bột nêm. Đó, khi thật chín rồi và đến khâu đó là mình cho rau vào. Và tiếp theo là đến khâu cho rau củ cải vào. Củ cải này đã được ngâm muối khoảng 15 phút, sau đó là tôi dùng nạo vỏ sạch sẽ và thái hình tròn như thế này, đều miếng như thế này, và chúng ta đảo đều lên. Tôi nghĩ khoảng 10 phút nữa là xong, 15 phút đi là rau sẽ chín dần và mình nên nếm thêm gia vị. Và ok, thế là được một món ăn dân dã đơn giản. Sau đó tôi sẽ cho một ít lá mùi vào. Sau khi đun 15 phút đến 20 phút, củ cải mới chín được. Trời ơi, lâu.